Khi mà các bạn, các anh chị, các cô chú đi khai thuế thì một trong số những cái câu hỏi mà rất là nhiều người hỏi An á là trong năm vừa rồi có những cái chi phí nào mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình có thể khấu trừ ra từ cái income được hay không? Tiền mình thuê nhà nè, tiền mình ăn uống, tiền xài vân vân, có tiền nào để mà khấu trừ ra được hay không? Thì trong video ngày hôm nay An sẽ chia sẻ với lại các bạn, các anh chị, các cô chú những cái khoản tiền nào mà mình có thể claim được vô trong cái hồ sơ thuế để giúp mình giảm cái tiền mà mình phải đóng thuế cũng như là tăng tiền refund của mình lên nếu như mà mình lấy lại được tiền refund nha. Thì thông thường đó, tùy vô cái status khi mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình khai thuế mà sở thuế người ta sẽ cho mình một cái con số nó gọi là standard deduction, tức là một cái con số ấn định mà sở thuế tự động trừ ra cho mỗi một người. Thì những cái status khi mà khai thuế rất là đơn giản luôn. Cái đầu tiên là single, có nghĩa là dành cho những ai độc thân. Rồi cái tiếp theo nữa là married filing jointly, tức là các bạn, các anh chị, các cô chú kết hôn và khai thuế chung với nhau. Cái thứ ba đó là head of household, đó chính là chủ hộ, ví dụ như là single mom, single dad nè, hay là mình có claim ba người mẹ của mình vô trong cái hồ sơ thuế của mình thì là head of household. Đây là ba cái status mà An thấy người Việt Nam của mình khai thuế nhiều nhất. Ngoài ra, ngoài ba cái status này ra nó còn thêm hai cái nữa. Cái tiếp theo nữa là married filing separately, tức là kết hôn nhưng mà khai thuế riêng với nhau. Những cái người mà xài cái status này á, thông thường á là những cái người mà có cái mức, thứ nhất á là cái người vợ, cái người chồng, một người có income quá cao và một người thì có income quá thấp. Nếu mà khai thuế chung với nhau á thì thành ra là bị đóng thuế lại, trong khi đó cái người income thấp nếu mà người ta khai một mình thì người ta có thể người ta lấy về mà người ta không cần phải đóng thuế lại. Cái trường hợp tiếp theo nữa là những cái người mà người ta muốn có cái tài chánh độc lập với nhau, người ta không có muốn dính dáng với nhau, thì cái married filing separately này thông thường á là những cái người Mỹ, người ta muốn cái tình hình tài chính của người ta độc lập thì người ta sẽ chọn cái status này. Cái tiếp theo nữa đó là widow với lại widow with dependent, thì đây là một cái status mà nếu như mà dịch ra tiếng Việt đó là quá vợ hoặc là quá chồng. Thì nếu như mà mình có người vợ và mình có người chồng á, qua đời trong vòng 2 năm kể từ cái ngày mà cái người vợ, cái người chồng của mình qua đời đó, thì mình có thể claim cái status là widow. Thì cái này nó cho mình cái lợi ích đó là nó sẽ tính cho mình, mặc dù cái người vợ, cái người chồng của mình đã mất rồi, nhưng mà nó vẫn khấu trừ cho mình ở trên cái mức mà của một cặp vợ chồng kết hôn khai thuế chung với nhau, thì mình sẽ được khấu trừ nhiều hơn ra khỏi cái thuế của mình, nhưng mà mình chỉ được áp dụng cái status này sau trong vòng 2 năm kể từ khi mà cái người vợ, cái người chồng của mình qua đời mà thôi. Tới năm thứ ba thì các bạn, các anh chị, các cô chú không có xài được cái status này nữa. Rồi, và mỗi cái status á, thì nó sẽ có một cái mức khấu trừ khác nhau. Ví dụ như là mình là single thì năm nay sở thuế tự động khấu trừ ra cho mình 12.550 đồng ra khỏi cái income của mình. Thì đây là cái số tiền mà mình không phải chịu thuế. Ví dụ như là các bạn đi làm 30.000 thì mình không phải chịu thuế trên cái 30.000 này, mà người ta sẽ lấy 30.000 income của mình, người ta trừ cho cái standard deduction 12.550 đồng ra. Thành ra mình chỉ còn phải đóng thuế trên cái số tiền còn lại là cỡ khoảng 17.450 đồng mà thôi. Đó, thì các bạn, các anh chị, các cô chú mình lưu ý vấn đề này. Một cặp vợ chồng kết hôn khai thuế chung với nhau đó thì sở thuế tự động trừ ra cho mình 25.100 ra khỏi cái hồ sơ thuế của mình. Một người là chủ hộ head of household á, thì được khấu trừ ra là 18.800 ra khỏi cái hồ sơ thuế. Mà các bạn, các anh chị, các cô chú khai là quá vợ quá chồng thì giống như An chia sẻ ở trên, người ta sẽ trừ cho mình 25.100 ra khỏi cái hồ sơ thuế, giống như là các bạn khai có người vợ và cái người chồng vậy đó. Thì
Cái standard deduction này là một cái con số ấn định mà sở thuế người ta tự động trừ ra cho mỗi một người trên cái hồ sơ thuế. Thì cái tiền này là người ta tính là gì? Thứ nhất là tiền các bạn ăn nè, các bạn mặc, các bạn chi xài, nói chung là tất cả những cái chi phí để mà các bạn có thể sống được, một cái giống như là tiền ăn, tiền uống để mà mình đủ để mà mình sống đó, thì sở thuế người ta tự động trừ cái số tiền đó ra và người ta không có bắt các bạn phải đóng thuế trên cái tiền standard deduction này. Bên cạnh đó đó, hồi trước á, nếu như mà mình có tiền donation thì mình phải có nhà, mình phải có mortgage, mình phải trả tiền property tax thì mình mới được trừ cái tiền donation ra. Nhưng mà trong vòng 2 năm gần đây, khi mà cái pandemic nó diễn ra đó, thì chính phủ Mỹ người ta rất là khuyến khích những cái người dân Mỹ, những cái người mà mình có dư giả một chút xíu để mà mình giúp những cái người khó khăn hơn mình, thì sở thuế người ta cho phép á, là một người single, ngoài cái con số ấn định 12.550 đồng ra, người ta cho một người single được khấu trừ thêm 300 đô cái tiền donation nữa. Một cặp vợ chồng kết hôn khai thuế chung với nhau đó thì có thể khấu trừ ra được là 600 đô ra từ cái tiền donation. Thành ra đó, nếu mà các bạn là single thì các bạn sẽ được khấu trừ là 12.550 đồng cộng với 300 tiền donation là mình có thể khấu trừ ra được á, là 12.850 đồng ra khỏi cái hồ sơ thuế của mình. Nếu mà một cặp vợ chồng kết hôn khai thuế chung với nhau thì mình có thể được trừ ra là 25.100 cộng với 600 thì mình sẽ được khấu trừ ra là 25.700 ra khỏi cái hồ sơ thuế của mình. Head of household thì được khấu trừ tối đa 300 cho cái tiền donation, thì mình tính ra là mình được khấu trừ ra 19.100 ra khỏi cái hồ sơ thuế. Và với những cái tiền mà khấu trừ 300, 600 single hoặc là merit filing jointly á, thì sở thuế người ta không có bắt buộc là mình phải có receipt để mà cho những cái khoản khấu trừ này. Cái lý do đó là các bạn, các anh chị, các cô chú mình có thể quyên góp cho rất là nhiều nơi, ví dụ như là chùa nè, ví dụ như là nhà thờ nè. Khi mà các bạn đi vô những cái chùa đây, tại vì An đi đạo Phật thì An biết chùa nó có những cái hòm công đức, thì khi mỗi lần mình vô mình bỏ 20, mình bỏ 30, mình bỏ 50, thì khi mà mình bỏ vô cái hòm công đức đó cũng là mình đang làm charity, mình đang làm donation, nhưng mà sẽ không có ai cho mình những cái receipt đó. Thành ra nếu như mà single khấu trừ 300 hoặc là một cặp vợ chồng mà khấu trừ 600, người ta không có cần các bạn phải đưa receipt. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn những cái khoản khấu trừ nhiều hơn, ví dụ như là các bạn có nhà, có property tax, có mortgage, mình muốn khấu trừ những cái khoản nhiều hơn, ví dụ như là tiền donation 5.000, 10.000 vân vân đó, thì lúc đó các anh chị mới cần receipt. Còn những cái khoản khấu trừ mà mình đi chùa, mình đi nhà thờ hoặc là mình cho homeless mỗi năm mình cộng lại 300, 600 thì đây là những cái khoản mà sở thuế người ta không có cần các anh chị, các cô chú mình phải cho receipt để mà được khấu trừ cái khoản này. Nên đây á, là những cái mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình cần phải lưu ý trên cái hồ sơ thuế của mình, vì đây là hai cái khoản mà các bạn, các anh chị, các cô chú sẽ được khấu trừ ra từ cái income của mình. Bên cạnh đó nữa đó là những anh chị, những cô chú nào mà chưa có bỏ IRA thì khi mà mình bỏ vô IRA nó cũng giúp mình rất là nhiều trên cái hồ sơ thuế. Thứ nhất á, cái tiền các bạn bỏ vô trong IRA vẫn là tiền của các bạn, bằng cách là các bạn move, các bạn chuyển từ, ví dụ có rất là nhiều anh chị, nhiều cô chú để tiền ở trong checking, để tiền ở trong saving đó, thì tiền trong checking, tiền trong saving mình để ở trong đó mình chưa cần xài tới. Thay vì như vậy mình dời cái tiền ở trong checking saving này qua cái IRA của mình thì cái tiền đó vẫn là tiền của mình, nhưng mà nó giúp mình giảm thuế và tiết kiệm thuế rất là nhiều. Ví dụ như là income của mình á, là 60.000, mình bỏ vô 6.000 IRA. Cái 6.000 này vẫn là tiền của mình, nhưng mà khi mà mình bỏ 6.000 IRA rồi á, cái income của mình nó giảm xuống, nó chỉ còn có 54.000 mà thôi. Thì các bạn, các anh chị, các cô chú mình tiết kiệm được cái tiền đóng thuế trên cái số tiền này.
Hôm nay An mới vừa làm cho một cái người khách của An á, tức là nếu như mà không bỏ vô IRA thì cái người này phải đóng là 1.500, nhưng mà với việc bỏ 6.000 vô trong IRA, 6.000 này chỉ có từ check-in savings mình chuyển qua cái IRA của mình thôi, thì giúp người này đang từ đóng 1.500 mà có thể lấy về 500 đô. Thì các bạn tính ra là với việc chuyển một cái số tiền từ checking saving qua một cái IRA cho mình một cái tiền lời ấn định, và mình có thể tiết kiệm được ngay lập tức về thuế lên tới 2.000 đồng, thì rất là có lợi cho những anh chị, những cô chú mình phải đóng thuế lại, hay là mình cần một cái tiền để mà mình khấu trừ. Lúc mà mình đi khai thuế, hỏi cái người làm thuế của mình, năm nay cái income của tôi như vậy, tôi muốn bỏ 5.000, muốn bỏ 6.000, muốn bỏ 7.000 vô IRA thì có cái khác biệt gì? Cái người làm thuế sẽ cho các bạn cái câu trả lời. Và khi mà mình có cái number đó, mình so sánh, mình sẽ thấy là bỏ vô IRA rất là có lợi. Nhưng mà khi mà các bạn bỏ vô trong ngân hàng đó, thì mọi người biết là ngân hàng cái tiền lời của nó rất là thấp. Thay vì vậy, mình có thể chọn những cái chương trình ở bên ngoài, ví dụ như là ở hãng của An làm đó, là công ty offer cho các bạn, các anh chị, các cô chú đi những cái chương trình 3 năm, 5 năm, 7 năm, 9 năm, thì có những cái tiền lời nó lên, có những cái tiền lời chắc chắn là sẽ cao hơn nhà bank đó. Thì ai mà sau khi khai thuế rồi cần mở những cái IRA để mà tiết kiệm thuế đó, thì cứ gọi cho An qua số phone là 408-661-7689, 408-661-7689. Bên cạnh đó đó là An còn làm về những cái chương trình mà để tiết kiệm tiền cho con sau này đi học đại học, những cái chương trình bảo hiểm nhân thọ và có cái long term care ở trong đó, giúp các bạn, các anh chị, các cô chú hoạch định cho những cái ngày về hưu khi mà mình không còn đi làm được nữa, khi mà mình bị bệnh không ai chăm sóc mình nữa, thì hãng nó đứng ra nó trả cho mình một cái số tiền để mà mình mướn người về chăm sóc, nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa cho mình. Thì cứ liên lạc qua cho An số phone là 408-661-7689, 408-661-7689 nha. Và chúc các bạn, các anh chị, các cô chú có những ngày làm việc, học tập nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình. Bye bye bye!